chiếc Vario đang là bô-zin nha. Bô-zin hết. Thì đi nên nó ấm mà. Móc xong rồi quay cho anh em coi. Này là em vừa viên hết nè. Lát ra móc cái bài giống bồ thái. Tại em chủ xe này thích lớn. Chung là có 2-3 kiểu móc thôi. Tại theo ý, theo mục đích của anh em móc thôi. Chiều bận rộn ngày cuối tuần. Đây, tiếp tục con quỷ cái thắt mới làm máy phun cục máy luôn và riết center CUS.